Minh Hương xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất của trong ngày. Ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới có trong ngày hôm nay nhé. Án mạng ở Bà Rịa Vũng Tàu, chồng sát hại vợ, đâm trọng thương hai cảnh sát. Án mạng ở Bà Rịa Vũng Tàu, người chồng đi nhậu về lôi vợ ra ngoài sân rồi dùng dao sát hại hai cán bộ cảnh sát đến hiện trường vụ án mạng cũng bị nghi phạm dùng dao đâm trọng thương. Ngày 3 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ Phan Minh Hoàng, 34 tuổi, ngụ ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra làm rõ về hành vi giết người liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Hoàng đi nhậu về nhà tại ấp Phước Tấn, xã Tân Hòa và xảy ra mâu thuẫn với vợ mình là chị NTD, 39 tuổi. Một nhân chứng cho biết, tôi nghe tiếng hai vợ chồng cãi nhau ồn ào nhưng không dám vào can ngăn. Một lúc sau tôi nghe tiếng kêu cứu của vợ Hoàng. Tôi đến thì thấy vợ Hoàng đã nằm gục dưới đất với vết thương ngay cổ. Người dân trong xóm liền gọi báo công an xã Tân Hòa. Hơn 10 phút sau hai cán bộ công an xã Tân Hòa đến để đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng Hoàng cầm dao đe dọa. Hai cán bộ công an xã Tân Hòa đã nổ súng khống chế, yêu cầu Hoàng bỏ con dao đang cầm trên tay xuống, nhưng Hoàng vẫn cố xông vào đâm hai cán bộ công an bị thương một lát sau thêm nhiều cán bộ công an xã tân hòa xuống hiện trường dùng các biện pháp nghiệp vụ khống chế được hoàng để đưa chị đê đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau khi xảy ra sự việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp và phòng kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng này vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp trong ngày của tin tức mới cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bản tin tiếp theo